6 đầu tại Hậu Giang giá bao nhiêu? Anh ở Hậu Giang có vận chuyển máy được hay không? Xin chào quý khách hàng, em là Linh, nhân viên phụ trách kinh doanh máy CNC của công ty Đông Phương Hà Nội. Em Linh sẽ giải đáp những thắc mắc và câu hỏi của khách hàng tại Hậu Giang bằng video ngày hôm nay. Giá máy CNC 22256 đầu có giá tại nhà máy là 185 triệu đồng. Khách hàng tại Hậu Giang mua máy sẽ có chi phí vận chuyển là 9 triệu. Máy CNC đục gỗ 6 đầu có hành trình làm việc chiều ngang 2m15, chiều dài 2m44. Vai máy tiêu chuẩn tại Đông Phương là 25cm, giúp khách hàng làm phôi gỗ dày tối đa tới 20cm. Máy có phần kết cấu cơ khí chắc chắn, trọng lượng từ 1,5 đến 1,8 tấn. Khung bệ máy hoàn toàn bằng thép nhập khẩu được phay cơ khí chính xác bởi hệ thống máy phay giường khổ lớn. Hệ thống dẫn hướng 30 XYZ được nhập khẩu chính hãng TBI Đài Loan. Về phần điện của máy, trang bị 6 mũi đục GDZ thương hiệu Wincam độc quyền in trên thân củ, công suất tiêu chuẩn 1,5 kW đục sâu hoa văn tới 4cm. Máy sử dụng phần mềm điều khiển CA100 Pro 2, giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp khách hàng dễ dàng trong quá trình sử dụng. Động cơ dòng sạc vô thương hiệu Lisai hạn chế lỗi mất bước sản phẩm, tạo ra sắc nét dù là chi tiết nhỏ nhất. Hệ thống đèn báo lỗi, cảm biến nhiệt độ củ hiện đại, tất cả tạo nên một hệ thống máy hoàn chỉnh và cao cấp. Quý khách hàng tại tỉnh Hậu Giang có thể lên xem máy trực tiếp tại chi nhánh Biên Hòa, Đồng Nai của công ty Đông Phương. Mọi ý kiến đóng góp và tư vấn hãy liên hệ tới hotline 0968 68 9988 0383 669 966. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.